Wow, các bạn có thể thấy cảnh tượng này quá đẹp luôn, trời ơi là trời. Đúng là không khí công mình đi của ngày hôm nay. Wow. Wow. Đó, quá đẹp. Đây là cảnh hoàn toàn tự nhiên. Thật là quá tuyệt luôn. Quá tuyệt vời. Các bạn có thể thấy tuyết nó cũng đang tan này. Nó đang tan dần rồi. Đó, các bạn thấy đấy. Tuyết đang tan rồi. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Cái này đứng quay cả ngày mình cũng đứng quay được nữa. Mỗi tội mỏi tay thôi. Wow. Nó là quá đẹp. Quá đẹp luôn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Sau đây mình sẽ cho cảnh quay khác đây. Đây, bây giờ mình đứng ở góc này, mặc dù trời hơi nắng chói một chút nữa. Mình sẽ quay toàn cảnh cho các bạn xem. Cẩn thận cho các bạn xem đây. Wow. Phải nói là quá đẹp luôn. Субтитры сделал DimaTorzok.
Wow, cái này là cảnh quá tuyệt vời. Sau đây mình sẽ lấy một góc quay khác. Như ở đằng phía xa xa thì các bạn thấy trước màn hình đấy. Đây là người ta lắp cái pin năng lượng mặt trời đây nè, những cái tấm hút năng lượng mặt trời. Wow, mình đứng ở góc này nhìn cảnh rất là đẹp, rất là tuyệt vời, quá tuyệt vời luôn. Rồi sau đây mình sẽ đi phía lên trên. Đấy. Mình sẽ đi phía lên trên lối. Trên đá. Wow. Lại lên dốc nữa rồi. Đều mỏi hết cả chân rồi. Wow. Mình lên đây mình sẽ được một cốc nước trà miễn phí. Wow, cảnh này rất là đẹp này. Wow. Mình sẽ đứng trên đây mình nhìn toàn cảnh.
Het is half één nu. Cũng có mấy người Tây đến tham quan. Đây là một số hàng quán trên cái dãy đỉnh đồi này đây. Đây mình đang đứng ở một góc khác đây, mình sẽ quay toàn cảnh cho các bạn xem. Wow, cái này tuyệt vời, đúng không các bạn? Quá tuyệt vời. Đó, như là cái hình ở đây này. Người ta sẽ chụp những hình lưu niệm ở đây. Đó, như các bạn thấy đó. Đó, ta đưa khuôn mặt vào đó để chụp hình lưu niệm. Đây mình sẽ đi xuống phía dưới này. Ở đây mình chưa có đi ở cái con đường này. Ở đây mình sẽ nhìn cận cảnh hơn. Wow, nhìn thấy được. Tuyệt vời phải không nào? Đây mình sẽ nhìn cận cảnh hơn. Wow, tuyệt vời, tuyệt vời. Rất là hạnh phúc. Wow, nhìn được nhìn cái ngắm cái cảnh này. Đó tuyệt vời. Wow. Thật là thích thú. Cảnh hoàn toàn tự nhiên thế này. Chút gió nữa cũng cảm thấy mát mẻ.
rồi phải không các bạn? Đây này, cùng người yêu mà ngắm cảnh này thì đúng là không còn gì tuyệt. Đây con nít cũng rất háo hức đây, rất háo hức để ngắm cảnh này đây. Đây cũng có những cái tảng đá này, ui nhìn sợ chưa. Quay lại thêm một lần kết hợp giữa ánh nắng, cảm giác thật là thoải mái. Ở đây có thấy họ đốt khói thế này, mình ngửi thấy những mùi khói là mình nhớ đến hồi khi còn ở Việt Nam, hồi mà còn nấu cơm bằng bếp củi. Giờ nghĩ là cảm giác thật nhớ Việt Nam, nhớ cơm nhà. Đây, những cái củi này là họ chế ra là để họ dùng để đốt đây. Đây, cái này là được cốc trà miễn phí.